Dạ, mình xin chào cả nhà nha. Hello chú Tám. Hello. Này mình theo chú Tám đi thăm Lò Lương mọi người ơi. Ở đường này hả? Ồ, thăm cái đầu tiên nha ngài. Nồi mỏi em mồi đó sao? Nổi không kìm. Ôi, vậy đục đục nè. À vậy hả? Có đục nước hả? Nước à. Con trời ngồi. Con hả? Con vô. Hai con luôn. Hai con. Ồ, cái chương hai con luôn cả nhà ơi. Thấy có đục nước mà ha. Hơi đơn giản là huyền cũng vẫn chảy ha. Cái đường kia cái mương gì chừng 5 phân nước không được tắt nước nữa. Trời ơi. Ừ. Dạ lên tắt. Ok. Ồ, cái chương hai con nha cả nhà. Đi. Này bữa vườn đó nè, trồng sát mấy nhà. Thứ hai coi. Thấy chìm nhũng á. Chú bánh rồi, chú bánh rồi. Trời ơi, hàng khủng. Trời ơi, ai da, ai da, nặng, nặng quá rồi. Trời ơi, hàng khủng, hàng khủng. Dạ. Sao? Dễ lỡ. Trời ơi, mọi người ơi. Dạ. Trời ơi, cái con này nó bự bằng cùm tay chú Tám ơi. Bự nè, nằm đây nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nó vàng nghính luôn. Nó vàng nghính luôn. Ừ, trong cái ốc mộng. Ô, Tám. Ô, dạ thưa bác. Trời ơi, ông có con ngươn nè. Ừ, hết biết ngươn ha. Ôi ơi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Sáng đi vườn hả bác? Vườn đây chứ đâu, đi vườn. À vậy hả? Mày biết con mèo nào không? Không. Mày biết con mèo nào không? Dạ không. Anh cũng năm hồi. À vậy hả, vậy hả? À rồi rồi. Con này nào? Này chờ, này chờ. Con ở xóm bên á. Trời ơi, mới cái thứ hai có hàng khủng rồi cả nhà ơi. Ủa này hồi về mình mới mình để nguyên đi về nhà mấy chút hả? À về nhà mấy chút nha cả nhà. Cái thứ ba. Rồi hộp vậy. Cái này coi chắc cũng có mà không biết bự gì nhỏ à. Rồi chết à. Chết quá hả? Chết rồi. Chết rồi các bạn ơi. Chết rồi bạn ơi. Bao lâu phải hụt chứ. Chúng quà giàu luôn á chú Tám ơi. Chúng hàng khủng rồi lủng lại. Chết quá rồi. Chết quá các bạn ơi. Ở đây lon chút xíu mà trái rồi nha. Ồ rồi con. Trái quằn cây. Cái 20 trái hay mấy trái. Cây ổi bằng ngón giò cái à. Tên rồi chú. Cái mương này lý tưởng á. Hàng khủng nữa á. Con này con thấy đấy, té luôn rồi. Trời ơi, sắp tóc nổi luôn cả nhà ơi. Té luôn rồi. Hàng khủng. Ôi, thêm con nữa. Dữ rồi, dữ rồi. Dữ rồi, dữ rồi. Trời ơi, con nè. Ui, vô rồi. Ui. Trời ơi, nó vàng nè cả nhà nó. Quá đã rồi. Bên này trúng chúng ta rồi. Để cái đường đi mình ha. Giờ này khoảng 7 giờ mấy sáng nữa nha. Bình thường mấy chú cháu mình đi thăm sớm lắm. Tới luôn. Hai con đó mày ơi. Vô. Ồ, cái nào vô chúng ta. Trời ơi đã. Cũng bự nha, cũng trọng á. Rồi cũng trọng. Rồi. Để đừng đi hồi mình ra mình lấy.
có mương này lục bình. Rồi, còn biết nãy con mang dép được rồi. Này đi xén té không? Tới nơi không? Mong là có hàng khủng nữa. Hồi hộp vậy? Ở sơ sùng, sơ thình gì vậy? Vô quá trời. Được quá. Được quá hả? Được quá. Hát rồi con ơi. Dưới bông cua. Cua vô nó bươi sình quá trời. Cua vô luôn hả? Vô luôn chứ, có một con cua. Tại vớt vác cũng đỡ. Lấy tiền mồi. Ủa cua đó ví dụ mình gài là mồi, mình làm mồi nó con lươn vô không ta? Được chứ. Yeah. Giống như mình mở mang ra cái mở cái mai ở trên ha. Này lươn vô ăn. Đập đó. Đập à. Dập đó. À. Nó hôi hôi nó thúi thúi lại vô gì. Mồi lại cho mơ mốt giữ lại mình đi. Sợ mồi hả? Để lại cái đầu là cho mơ mốt con lươn nó ghiệt mồi đó. À. Những con còn lại nó ghiệt mồi. À. Sao mình đi bẫy đó. Phải tháng qua mương. Tới nơi, tới nơi. Có luôn các con nhỏ. Có là mừng nè, có là vui à. Vô được thì con cũng bằng lên ngón tay nè, con này nhỏ. Tới nữa hả? Mất rồi, không thấy được gì chơi, không thấy được gì chơi. Không có dấu hiệu hả? Mồi chìm mà không biết sao đây. Mồi chìm có lý à. Thằng khủng khủng. Thằng khủng nữa hả? Khủng. Đâu đã hoa thôi. Hồi ôi. Hồi ôi. Thấy đảo luôn á. Rồi lấy nó lên mặt nước nó chỉ lựng tận. Nãy giờ được mấy thằng khủng rồi ta. Wow. Đã. Nặng tay liền ha. Hên quá các bạn ơi. Bữa nay được ba con bự rồi. Cũng có thêm mấy con kia mà trọng trọng. Bữa nay có ký á. Bưởi kìa nha, bưởi. Mấy à? Bảy cái rồi đó. Ngoài cái nữa, 8. Ngoài 8. Đủ chưa? Nhớ rồi. Đặt mua có mười mấy cái mà tính tới tính luôn vậy. Đặt trăm cái chắc ghi sổ quá chứ lắm. Cái cầu này là cái cầu đi không bao giờ qua sông nè, đi tới giữa sông là trở vô. Cầu huyền thoại ở miền Tây mình đây cả nhà. Cá hầm là béo lắm mà, cá hầm là cái ức ngon nhất. Mình đang đi trong cái vụ nhãn cả nhà, nhãn thái.
Nhận thấy cái gốc của nó yếu lắm nên người ta phải chổi thêm mấy cây tràm nữa nha. Nó tốt lắm nhưng mà cái rễ nó không có sâu bằng mấy cái nhãn da bò với nhãn lông hồi trước. Hồi trước dùng mình là trồng nhãn da bò với nhãn lông trồng trước nha. Rồi sau đó người ta thay đổi trồng da bò. Da bò sau này nó bị ba cái chổi rồng đó cả nhà. Bị bệnh cái không có trồng được nữa, người ta đổi qua nhãn Thái nè. Ido thạch kiệt luôn. Trời ơi. Nước lên ngà ngập cái lờ rồi cả nhà. Nếu có là cũng chết ha. Không, chắc luôn. Trời vàng éo kìa. Mưa bèo không. Tôi muốn. Nước nó này nè cả nhà. Ồ nó vàng. Chết. Đúng rồi, nó chụp lên thì nó không có thở được cái nha. Chết. Thôi tỷ lệ nay cao quá chú Tám ơi. Cao mà còn gặp dương bự nữa. Đó thì. Đấy hả? Cái mướn bên đây làm như nữa, bị nước bị chụp hay gì ha. Cái gì cái giường nước ngập. Ấy nó còn thở được chắc luôn. Nếu mà có dính không sao không chết à. Còn thở được miếng. Hai con. Vô. Được hai con nhỏ cả nha. Bên này khảo. Khảo ăn ha. Rồi cái đi. Cái lò này nhỏ hơn cái lò kia, hai cái người ta bự cái nhỏ rõ ràng. Cái bên đây nó ngắn hơn nữa nha. Vườn nhãn này người ta đang làm bông nữa nha, bông nó mới có chỗ. Nếu mà thời tiết tốt quá thì nó tỷ lệ đậu cao thì trái nhiều. Này là chưa biết đậu hay không nữa nha. Nước nhiều quá ha. Một lát. À còn mình còn hai cái nữa hết được không? Hai cái nữa là kết thúc. Mình đi cánh khác. Mình chuyển cánh vô cái xếp bún ngoài. Giờ ông đặt khắp cái huyện Châu Thành này rồi. Phải không? Qua tỉnh khác luôn. Qua tỉnh khác luôn ha. Vĩnh Long. Tại vì lương này mình đặt ví dụ như một chỗ thì mình đặt cả tháng trời mình quay lên đặt được cái nhà nên nếu mà ngày nào mình cũng đi đặt á, mình phải chuyển đổi cái địa điểm thường xuyên. Bởi vì cái phạm vi mà đặt của mình phải rộng. Thứ tám cái huyện mình không mà ông đặt giáp hết rồi, không còn chuyển qua Vĩnh Long nữa mà. Xuống tới Vĩnh Long đặt nữa. Đi xe buýt luôn hả? Wow. Bữa nào mời cả nhà đi du lịch xe buýt với chú cháu mình luôn, đi vô đó đặt luôn. Trời ơi, khúc này tài tượng. Đặt ngay cái mương tài tượng luôn nè cả nhà. Nước phải đục nó mới có nó phải không? Có luôn kìa. Được hai con. Cái này nhỏ cả nhà. Nó ngồi luôn kìa. Lắc vào. Ơi, có con không kìa? Còn có chút xíu bạn té út à. Con này không. Con này không chừng nó chen nó ra luôn á. Con té út à. Này sao mình có đấy ra không? Nó nhỏ. Nó nhỏ quá mình có bắt ra không chứ để. Không. Không sao à. Tám. Êm quá rồi con bạn té út à. Dạ không con về luôn rồi. Dạ. Dạ. Sao cái sau này không bằng mấy cái trước ha. Miếng kia nhiều hơn. Này là nhãn lông rồi đó nha. Nhãn lông có trái non, chưa trái chín.
Bên này cũng có mấy trái chín nè, thơm. Bắt đầu thơm rồi đó nha. Ôi ui. Này này. Thơm rồi, thơm rồi. Bên đây nè. Có bán thêm được không? Được chứ. Bán hết luôn hả? Hết luôn chứ. À. Chứ đồ nghèo mấy không hết chứ luôn à. Bây giờ chú cháu mình thăm lò lương xong rồi cả nhà. Bây giờ chuẩn bị đi về. Về nhà mới đổ lương ra mình coi. Có mấy người khủng lắm, mời cả nhà xem tiếp video nha. Gì cá lóc hả? Đó, chính rồi đó. Chính rồi. Này là mắm me hả? Mắm me. Qua vậy. Là hết sảy. Qua vậy. Bây giờ mấy chú cháu mình về tới nhà cả nhà. Trời ơi. Ơi nó thấy vậy. Nó khô quá, nó có sao không? Ủa dễ gì. Vậy hả? Ta bò phải hai chào bà con nghe. Trời ơi, trời ơi. Ủa, thằng quay, thằng phải tí tíu à. Đó. Này cũng bự nữa nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi nó vàng. Đây cái mình có bị bỏ đi. Đâu, ừ đúng rồi, cái nào có cái... bỏ trời ra quan bên đi chứ không phải bỏ là dục ơi. Cái mình đó, chứ không có dục được. Nay hụt mấy cái đâu? Hụt chừng 3-4 cái vậy hả? Nay tỷ lệ dính cao lắm chứ bộ. 60% á cả nhà. 60% là so với cái số lờ của mình đặt á. 4 cái không chạy. Vậy là 4 cái không chạy. 8 cái chạy. Nay chú Tám mình đặt 12 cái. Vừa này có mấy con khủng rồi cả nhà. Đợi ông lấy cái xô hay cái thau gì ra đều. Ông chút lương ra. Mồi đó là bỏ rồi phải không? Bỏ. Mồi này giống như mồi của em Nhật thôi bạn, cá thôi. Má mình đưa lên đúng vậy. Lính mồi không giống. Đúng rồi. Đệ tử mà, đệ tử ruột mà. Ủa cái này là còn ngày hôm qua trong nhà hả? À, hôm qua. Ôi 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 ôi. Nó còn chết rồi nha. Sống. Đâu chết nó vậy đó. Vậy hả? Nó khô nó nãy vậy chút xíu. Hôm qua ông cũng còn đâu ký mấy lương ở nhà. Cái này là hôm qua dính rồi rồi. Nãy giờ mình chút vô đây mấy con rồi ta? Ba con rồi. Ba con. Lương mini à. Con sợ con này nó lọt không? Có. Con này bán cho mấy người ta nuôi được không ta? Có nhiều được. Người ta nuôi, ta mua lương này ta nuôi nè. Hút bệnh đó, không nghe mua mấy ký đó. Nè hả? Ta nuôi ta dỗ cho nó bự lên á. Còn hàng khủng không nè. Đúng rồi, còn mấy con hàng khủng á. Anh Toàn hôm nay anh làm gì hoành tráng chứ anh Toàn? Làm tiệc, ngồi nhậu. Làm tiệc gì vậy? Hả? Tiệc gì thấy cá lóc rồi hay nướng đã quá. Lâu lâu rồi mà. Trở lại, trời ơi. Lo nhiều chuyện cái nhà ơi. Công việc chính mình không lo. Đánh nhiều chuyện ghi quen quá. Con. À. Cái này được hai con, hai nhỏ. Vô. Sẽ phải sáng mà. Hai cái nè, hai con nè mà. Bự. Ờ cũng trọng á, trọng trọng đó nha. Đây cũng nè. Ờ còn ba cái này là ba cái đặc biệt này cả nhà. Trời ơi. Cầm con lại nặng cũng cầm muốn té luôn mà. Cầm không nổi. Sáng sớm mà chưa ăn sáng cầm chừng rung tay với nhau. Chứ gì nữa. Tại vì mình thăm này buổi sáng không mà cả nhà. Ồ, mấy con. Rồi chú ơi, coi lại chú ơi. Trời ơi. Giữ không, giữ không. Giữ không, giữ không. Ba. Nhiều nè. Hả? Ôi ơi, trời ơi. Giờ mấy con mà bự mà nó vàng. Còn 3, 400 g. Ôi. Còn nữa nè, còn nữa nè.
Giữ không, giữ không? Hàng đặc biệt. Ồ, cái này nó giữ nè. Cái này nó giữ nè. Đặt thêm mê trời. Đặt trong dưa đó. Rồi cái này trong dưa á. Đó từ đó lực giữ ha. Để tao bắt đặt luôn. Tao bắt luôn. Con này là thảm đi té. Rồi con này qua hậu luôn rồi. Quá yếu luôn rồi. Qua hậu luôn rồi cả nhà. Nó vàng nè. Ôi giời ơi, ơi. Khó đó. Vàng nè. Ôi giời. Khủng khủng. Còn cùng tay mình nè cả nhà ơi. Ôi giời ơi. Ôi. Cảm ơn. Bắt đầu một chút gà gỗ nè, coi nè. Quá đã cả nhà ơi. Quá đã rồi. Ôi giời. Con nó nhảy vào hoài. Cần được mấy ký? Cần hả? Hôm qua còn ký mấy hả? Ký mấy? Đâu mình biết mình trừ bữa nay chứ. Ký 1 à. Hôm qua còn ký 1 hả? Để mình hào hào vậy đi. Qua bán được hết ký bự rồi. Ông kiếm cái gì không? Đúng kìa, để vô đi cân. Ủa? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao dữ vậy? 4 ký 3, 4 ký 2. 4 ký 3 luôn nè, 4 ký 2 gửi à. Trừ cái thao không, trừ cái thao còn 4 ký 2 á. Trừ gỡ còn 4 ký đi. Cho 4 ký luôn cũng được, 4 ký 1 đi rồi chẳng. Khi còn ký 1 vào mà ổn như bữa nay 3 ký không? Ừ. Nay 3 ký như vậy. Ủa, bác ơi, khủng. Lấy xô đi, lấy xô đổ. Ôi, quá dữ, quá dữ. Nó bọt quá cả nhà ơi. Chút vô xô. Chút vô xô lại. Quá thành công cả nhà ơi. Ngồi đơn giản ha, ngồi cá cá điêu hồng đồ, cái rô phi đồ mình nấu thôi. Rồi mình đặt thôi nhưng mà đường nó vô quá trời. Ok. Rồi là xong một buổi đi thăm ở nhà của chú Láo mình, ổng bằng bột cái nè. Rồi nguyên cái vàng bột lắm nè. Đó, cái thăm lương này là nghề phụ thôi, kiếm tiền chợ hàng ngày thôi. Công việc chính ở nhà làm bột cái nha. Quy mô phải không? Quay đi đi. Rồi. Giờ thôi, buổi đi thăm lương của chú cháu mình đây đã xong. Giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Ok. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai.